Mến chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về phương thức liên kết câu. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về quan hệ ý nghĩa của hai câu. Phương thức liên kết là liên kết hình thức của hai câu văn. Còn quan hệ ý nghĩa là liên kết nội dung của hai câu văn. Sự liên kết được tạo thành bằng nghĩa của từ và thông qua những hình thức suy luận. Vì vậy, quan hệ ý nghĩa còn được gọi là liên kết logic hay còn gọi là ngữ nghĩa. Quan hệ ý nghĩa được phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là quan hệ thuyết minh. Nhóm thứ hai là quan hệ phát triển. Hôm nay, chúng ta chỉ tìm hiểu về quan hệ thuyết minh mà thôi. Quan hệ thuyết minh có nghĩa là câu sau thuyết minh cho câu trước. Quan hệ thuyết minh gồm có dẫn chứng, bằng chứng, ví dụ, định nghĩa, khai triển, nguyên nhân. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về dẫn chứng. Dẫn chứng là người hay việc được lấy ra từ đời sống hoặc tình tiết, thơ văn, trích dẫn từ các tác phẩm để chứng minh một ý kiến là đúng. Ví dụ, Thanh Hóa đã có mức tăng trưởng khá và bước đầu có sự dịch chuyển về cơ cấu kinh tế. Năm 1993, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP là 16,4%, tăng 2,7% so với năm 1991. Như vậy là câu sau đã dẫn chứng cho câu trước. Chúng ta lưu ý, dùng dẫn chứng để người đọc tin một nhận định là đúng. Tiếp theo, chúng ta có bằng chứng. Bằng chứng là lấy vật hay việc dùng làm bằng để chứng tỏ điều nói ra là có thật, phán đoán nêu lên là chính xác. Vì vậy, chúng ta có một ví dụ sau. Nước sông này không thể uống được. Bản phân chất của phòng xét nghiệm cho biết mức độ đã bị ô nhiễm bởi chất thải của nhà máy. Câu sau là bằng chứng cho câu trước. Một ví dụ nữa, một con trồn đã bắt mấy con gà con. Bằng chứng là nhiều dấu chân trồn được tìm thấy ở quanh chuồng gà. Chúng ta có ví dụ. Ví dụ là những trường hợp cụ thể, sinh động được đem ra để giải thích một khái niệm trừu tượng hay là một vấn đề khó hiểu. Chúng ta có ví dụ sau đây. Có nhiều câu nói ca ngợi tình bạn, chẳng hạn như bạn là của cải chứ không phải của cải là bạn, hoặc ra đường mà gặp bạn hiền cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời. Câu sau là ví dụ cho câu trước. Tiếp theo là định nghĩa. Định nghĩa là giải thích một từ ngữ, thường là một thuật ngữ, bởi vì thuật ngữ thường khó hiểu. Bằng nghĩa đã được xác định trong từ điển hoặc trong các tài liệu chuyên môn. Ví dụ, pháp luật bảo hộ quyền thừa kế của công dân. Quyền thừa kế là sự chuyển dịch di sản của người đã chết cho người còn sống. Câu sau là định nghĩa cho thừa kế. Tiếp theo chúng ta có khai triển. Khai triển là giải thích chi tiết hơn, đầy đủ hơn một khái niệm, một vấn đề đã nói ở câu 1. Ví dụ, Hiến pháp nước ta quy định nhà nước bảo hộ quyền sử dụng của công dân. Trong nội dung quyền sở hữu
có quyền định đoạt, bán, cho, chia, đổi, ủy quyền. Tiếp theo, chúng ta có nguyên nhân. Nguyên nhân là sự việc hay lý lẽ được đem ra để giải thích căn nguyên, lý do của một hiện tượng, một phán đoán, một vấn đề. Ví dụ, tìm hiểu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta không thể không nói đến cuộc đời của ông. Bởi lẽ, ở Nguyễn Đình Chiểu, thơ văn và cuộc đời chỉ là một. Chúng ta có ví dụ tiếp theo. Tác phẩm Để đời của các bậc hiền triết kiêm văn nhân và thi sĩ phương Đông thường súc tích ngắn gọn. Lý do là vì cổ nhân phương Đông thích sống với chân lý hơn là nói về chân lý. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về quan hệ thuyết minh trong các câu văn. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay, tôi sẽ đặt hai câu có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Phần các bạn hãy xác định xem tôi đã dùng quan hệ ý nghĩa gì. Câu thứ nhất, sự tinh tế trong tiếng Việt có những biểu hiện khác nhau. Một trong những biểu hiện đó là tính hàm súc. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa khai triển. Câu sau khai triển cho câu trước. Số 2, một văn bản Việt ngữ được gọi là hay là một văn bản có tính hàm súc. Văn bản có tính hàm súc là văn bản không chỉ có nội dung hiện ra một cách hiển nhiên qua các từ ngữ, mà còn chứa được bên trong nó nhiều ý tứ sâu sắc. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa, định nghĩa. Tiếp theo, sinh viên Việt Nam dù theo học ngành nghề gì, đều phải dành thì giờ học tập, rèn luyện để nói, viết thành thạo tiếng Việt và Việt văn. Bởi lẽ, đối với những người dân nặng tình yêu nước, Tổ quốc không chỉ là lãnh thổ và mà chủ quyền, mà Tổ quốc còn là tiếng nói và chữ viết. Hai câu này chúng ta sử dụng quan hệ ý nghĩa, nguyên nhân. Cái từ khóa là bởi lẽ. Tiếp theo chúng ta có câu, ở Việt Nam hình thức múa mặt nạ cũng đã có từ lâu đời. Chẳng hạn, ở Thanh Hóa, người Mường có trò múa roại dùng trong việc cúng ma chay. Người Khmer Nam Bộ mang mặt nạ trong điệu hát rô băng. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa ví dụ. Cái từ chẳng hạn là từ khóa đó. Tiếp theo, trong các tác phẩm văn học cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp các thành ngữ. Thành ngữ là những đơn vị định danh biểu thị một khái niệm nào đó dựa trên những hình ảnh, những biểu tượng cụ thể. Hai câu này chúng ta sử dụng quan hệ ý nghĩa, định nghĩa. Thành ngữ là. Tiếp theo chúng ta có một câu khác, Jackson đã gửi mimosa và các loài hoa khác vào các trạm khảo cứu nông lâm để tiện ươm trồng. Từ đó, mimosa dần dần xuất hiện trên thành phố Đà Lạt. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa nguyên nhân. Từ khóa là từ đó. Tiếp theo, toàn bộ bản văn phải tập trung làm nổi rõ một chủ đề thống nhất. Các ý được dẫn dắt hợp lý, khiến người đọc có cảm tưởng mình bị lôi cuốn thật sự vào mạch văn của tác giả. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa khai triển. Câu sau khai triển câu trước. Một câu nữa, học tập phải là cuộc đối thoại thường xuyên giữa thầy và trò. Những nhà giáo dục lớn như Platon, Socrates, Aristotle đều giảng dạy bằng đối thoại. Hai câu này
sử dụng quan hệ ý nghĩa bằng chứng. Ở trên là dạy học bằng đối thoại, thì ở dưới có bằng chứng, Plato, Socrates, Aristotle đều dạy bằng phương pháp đối thoại. Các bạn thân mến, bài hôm nay khó quá phải không các bạn? Bởi lẽ chúng ta phải suy luận mới tìm ra quan hệ ý nghĩa của hai câu. Suy luận dễ làm cho người ta đau đầu lắm. Sau đây tôi sẽ kể một chuyện vui giúp các bạn thư giãn sau giờ học căng thẳng. Chuyện kể rằng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà, chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau em nhé. Cụ bà đồng ý. Thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một cục giấy được bắn qua cửa sổ. Cụ bà nhặt lên, xúc động run rẩy mở ra xem. Trong đó viết rằng, 7 giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Trà Bà nhé. Mới có 6 giờ 30 chiều, tay cầm bó hoa hồng, cụ ông vừa huýt sáo, vừa đến chân cầu chờ cụ bà. Chờ tới 7 giờ, cụ ông thấp thỏm nhìn trước ngó sau. Thế nhưng chẳng thấy cụ bà đâu. Rồi 7 giờ 30, thậm chí 8 giờ vẫn không thấy bóng cụ đâu, cụ bà đâu. Tới khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ thì cụ ông mất hết kiên nhẫn. Vì lúc này sương đêm rơi xuống nhiều quá. Mặt hầm hầm, cụ về nhà mở tung cửa, quát lớn tiếng: "Sao bà không chịu ra?" Cụ bà ngồi ủ rũ, khóc thút thít: "Tại má không cho em ra." Cụ ông: "Trời đất." Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về quan hệ thuyết minh. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về quan hệ phát triển. Mến chào, tạm biệt các bạn.